Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, kỷ niệm 23 năm ngày mất của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, nhà cách mạng kiên định sáng tạo, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người có nhiều công lao to lớn với cách mạng Việt Nam ở những giai đoạn lịch sử khác nhau. Nhân kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được giới thiệu vai trò to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh với cách mạng miền Nam. Những năm 1950, phong trào đấu tranh của công nhân, trí thức, học sinh, sinh viên ủng hộ chính phủ Hồ Chí Minh quyết liệt chống thực dân Pháp, chống chính phủ Bưu Nhin Bảo Đại, chống bọn can thiệp Mỹ đã nổ ra các cuộc biểu tình lớn. Giữa lúc đó, Xứ ủy Nam Bộ cử đồng chí Nguyễn Văn Linh về giữ trọng trách bí thư đặc khu ủy Sài Gòn Chợ Lớn, trực tiếp lãnh đạo thành phố từ năm 1950 đến năm 1953. Đồng chí đã chỉ đạo củng cố lực lượng, khắc phục khuyết điểm, khôi phục phong trào. Sâu sát với tình hình và đồng bào chiến sĩ, đồng chí nhận định, muốn tiến lên giành thắng lợi một cách căn bản, chúng ta phải có căn cứ địa vững chắc, phải có lực lượng vũ trang mạnh và có chiến trường chính. Bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đồng chí Nguyễn Văn Linh tiếp tục gắn bó với cách mạng miền Nam, trực tiếp là bí thư khu ủy Sài Gòn Chợ Lớn, bí thư khu ủy Sài Gòn Gia Định, bí thư thành ủy Sài Gòn Gia Định, rồi về Trung ương Cục miền Nam. Suốt cuộc kháng chiến gian lao ác liệt, đồng chí Nguyễn Văn Linh luôn sát cánh cùng đảng bộ, đồng bào, chiến sĩ miền Nam trên khắp các chiến trường. Ta biết là nhân dân Nam Bộ dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh một cái câu nói rất cảm động, đó là người con của Nam Bộ cơ mà, dù ông quê Hưng Yên. Như thế để nói về cái cả cuộc đời của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh là gắn với cách mạng miền Nam. Những bước ngoặt lịch sử của cách mạng miền Nam, nhất là từ khi mà ông làm trong Trung ương Cục, trong Xứ ủy, và thể hiện rất rõ những cái quyết tâm, trí tuệ, mưu lược trong cái việc thực hiện cái đường lối kháng chiến cứu nước của chúng ta, đặc biệt là trong đề dựa vào dân. Cái này là quan trọng lắm. Ta nhớ là Tổng Bí thư Linh là một tấm gương mẫu mực về dân vận, cả đời gắn bó với dân, mà đồng bào miền Nam trong gian khổ đi trước về sau, đầu sóng ngọn gió như thế đấy mà giành được chiến thắng đấy, chính là nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, mà trong đó có dấu ấn không thể nào không nhắc đến của đồng chí Nguyễn Văn Linh khi còn là người lãnh đạo chủ chốt trong Trung ương Cục, trong Xứ ủy, rồi sau này là bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, rồi là tổng bí thư của Đảng, thì đã dành cho tình cảm, dành cho miền Nam một tình cảm rất là đặc biệt. Chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ thất bại, chúng chuyển sang thực hiện chiến lược chiến tranh cục bộ, được quân đội viễn chinh tham chiến. Dưới sự lãnh đạo nhạy bén của Trung ương Cục miền Nam, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã thường xuyên nhận xét, đánh giá sâu sắc tình hình, chỉ đạo đảng bộ và phong trào cách mạng thành phố phát triển, vừa bảo đảm đúng đường lối, vừa phát huy tính năng động, sáng tạo. Những chỉ đạo sâu sắc mang tầm chiến lược, đồng thời rất cụ thể như vậy là cơ sở định hướng sát thực để đảng bộ và nhân dân Sài Gòn Gia Định đẩy mạnh cuộc kháng chiến, giành thắng lợi trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, với đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử làm nên đại thắng mùa xuân vĩ đại. Đồng chí Nguyễn Văn Linh đã sát cánh với đảng bộ, đồng bào, chiến sĩ, thành phố với cương vị Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Trung ương Cục miền Nam, phụ trách công tác lãnh đạo nổi dậy của quần chúng trong Bộ Chỉ huy chiến dịch giải phóng Sài Gòn Gia Định. Về cái đại thắng mùa xuân năm 1975, thì ta có cái sức mạnh của 5 cánh quân, bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương tiến công rất là kịp thời, rất là chính xác vào cái trung tâm đầu lão chính trị của chế độ Việt Nam Cộng hòa. Cùng với sự nổi dậy của đồng bào miền Nam giải tán cái hệ thống chính quyền Việt Nam Cộng hòa từ thành thị đến nông thôn đến rừng núi dưới sự lãnh đạo của Trung ương Cục miền Nam. Mà đồng chí Nguyễn Văn Linh lúc đó là Phó Bí thư Trung ương Cục miền Nam. Điều đó để nói lên là đồng bào miền Bắc cũng như nhân dân Hưng Yên đã đóng góp cho cách mạng miền Nam một chiến sĩ cách mạng rất là kiên cường. Thế và một cái nhà lãnh đạo cách mạng rất là tài ba, rất là xuất sắc cho cách mạng miền Nam cũng như là cho cái sự nghiệp, cho cái trận đánh quyết định giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Những cống hiến của đồng chí gắn liền mỗi bước ngoặt của cuộc chiến tranh với những chỉ đạo sâu sát, phù hợp thực tiễn, dẫn đến những chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng và thắng lợi cuối cùng, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.